Xin chào tất cả mọi người đến với Sự Trí Nhớ Học Đường. Tôi tên là Nguyễn Đỗ Trọng, năm nay tôi 10 tuổi. Ba tờ để nói về tôi là hiếu thảo, thông minh và học hỏi. Xin mọi người hãy cố gắng cho tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả mọi người về kiến thức hay mà tôi học được. Đó là ý thứ một, đó là bộ não của chúng ta là nó phải cần có sắp xếp. Nếu như không có sắp xếp ấy, là bộ não sẽ không có nhớ được lâu đâu. Nên mình muốn nhớ lâu á, mình muốn có một bộ não tốt thì mình phải có sắp xếp. Còn ý thứ hai, bộ não của chúng ta phải cần có màu sắc. Nên các bạn hãy lưu ý là khi học phải nhớ có dùng bút màu. Ý thứ ba, bộ não của chúng ta cực kỳ rất cần cái này luôn, và đó chính là hình ảnh. Nếu như mình cứ học miết thì mình cũng sẽ quên đi rất là nhanh những cái kiến thức mà mình vừa mới học. Nên các bạn hãy nhớ, bộ não của chúng ta y chang như một cái bình, ở dưới có một cái lỗ. Các kiến thức, các thông tin, các con số y chang như những hột cát. Còn các hình ảnh y chang như những cục đá vậy đó. Mà cục đá thì nó rất là khó rớt ra ngoài, chứng tỏ nó rất là khó quên. Nhưng mấy hột cát á là các kiến thức và các kiến thức và các con số thì nó rất là dễ rớt ra. Nên các bạn hãy nhớ phải liên kết cả hai cái lại với nhau để cho những hột cát á nó dính vào những cục đá, nó sẽ không còn bị rớt ra nữa. Là có nghĩa là mình sẽ không có quên đi những cái đó nữa, mình sẽ nhớ lâu hơn. Nên nhớ phải có màu sắc và hình ảnh để mình có thể học, để mình có thể nhớ lâu. Lưu ý với mình cái này luôn, mình phải làm cho tất cả mọi thứ thành hình ảnh luôn. Ví dụ như chữ cái, mình cũng sẽ cho nó thành hình ảnh. Các chữ viết, con số, ký hiệu, từ khóa, những cái đó là những cái khó rất là khó nhớ, nên các bạn phải nhớ chuyển những cái đó thành hình ảnh nhé. Giờ sau đây mình sẽ cho các bạn xem một số những ví dụ minh họa sau đây. Giờ mình sẽ chuyển, mình sẽ chuyển 20 số. Giờ mình sẽ chuyển 20 số thành hình ảnh nha các bạn. 0 trứng, 1 dụ, 2 vịt, 3 tim, 4 ghế, 5 tá, sa vỏ ốc, 7 rìu, 8 người tuyết, 9 hươu cao cổ, 10 lợn, 11 than, 12 cá mập, 13 bung bướm, 14 tiền, 15 tiền, 16 ốc sên, 17 nốt nhạc, 18 điền giao thông, 19 chó, 20. 20 là bung. Đó. Giờ mình sẽ chuyển các chữ cái sang hình ảnh nha các bạn. Đây, chữ A là áo, chữ B là bò, chữ C là cua, chữ D là dê, chữ D là dê, chữ E là em bé, chữ G là ghế. Còn chữ Y là iPhone, chữ K là khỉ, chữ M là nói chung á, các bạn nhớ phải làm nó ra thành hình ảnh nhé. Xin chào tất cả mọi người trong những tiết học tới.